Rồi, chào mừng các bạn đến với kênh của Lùi Bin Bin nha. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục công việc thôi các em, đó chính là 447. Rồi, bữa nay chúng ta bơm con cá rô phi nha các em. Đó, nó rất là đẹp nha các em ơi. Chúng ta đã bơm được một con em rồi, rất là đẹp luôn các em ơi. Đây là con cá sọc nha các em, giống như con cá rô phi vậy các em, rất là đẹp luôn. Wow, giờ bây giờ chúng ta cột lại thôi. Rồi, cái này chúng ta lại có một món bay rồi. Rồi, rất là đẹp các em ơi. Rồi, bây giờ chúng ta lại bơm tiếp một con nữa nha các em. Rồi, tiếp tục thôi. Wow, ở đây chúng ta lại được một em nữa rồi, rất là đẹp. Wow, đẹp quá, quá đẹp luôn. Con cá bay luôn, nó bay rất đẹp luôn các em ơi. Rồi, cái này chúng ta được một quả nữa rồi. Rồi, bây giờ chúng ta lại tiếp tục bơm một em nữa. Cũng là con cá sọc luôn em ơi. Wow, rất là đẹp luôn các em ơi, con cá sọc đẹp quá, quá đẹp luôn. Rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ chúng ta được cột lại thôi. Rồi, chúng ta được một quả rồi các em.